Dạ anh em. Trong lúc mà đợi mẹ đang làm đang trên kia thì mày sẽ phải đi mua một bó hoa để ý bà làm xong đẹp là phải tặng bà. Đấy. Và tôi đạt đi mua vậy? Lấy xe chở đi mua. Bán hoa. Bỏ hoa đã rực rỡ chưa? Nhiều tiền thích thật anh em ạ. Mẹ hỏi hoa gì bảo? Đây cho mày cái này. Yeah. Ngồi đây nhá, được anh nhá. Mày sẽ liên tặng bà trên kia khi bà làm răng xong. Xin mời anh em. Thực ra là mẹ mày làm răng ở địa chỉ là 51B Lê Duẩn, Hà Nam. Trên này có bác sĩ Hưng, bác sĩ là đẹp trai. Anh chào em. Anh nhờ ý là anh đi qua em thì đáng lẽ là nếu mà hôm nay không có mẹ anh là anh sẽ tặng em, nhưng mà tại có mẹ là anh sẽ tặng mẹ. Anh nhờ ý nhá. Em xin năm bao nhiêu đây? Tôi chết rồi, 92 là hợp tuổi với anh. Thôi anh tặng em bó rồi yêu nhau tí. À đây đây, em đi qua em mình gọi mẹ chung đi. Xong rồi tí anh bảo anh giới thiệu mẹ con dâu rồi. Anh thực ra anh có ba mẹ, có ba con dâu. Anh kiểu cứ một thời gian rồi con dâu này là mẹ con chí. Em đi tí anh giới thiệu là con dâu thứ tư. Đấy. Em tên gì vậy? Dạ em tên Vi ạ. Ok Vi, xin mời Vi đây đây. Đấy. Mạnh Vi, đấy em thấy không? Cùng vân mơ với nhau luôn. Đấy, lên tầng 3. Ngày xưa mẹ anh bảo là đi đâu tán gái sẽ bảo là yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 2 chẳng hạn. Đấy. Trên tầng 2 mình làm gì, đoạn đấy là gọi là đoạn đầu tiên. Trên tầng 3 là mình sẽ gặp mẹ mình. Anh em mình lên tầng 4 là nhiều chuyện đấy. Đây. Mi. Tên 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 tên. Vẫn đang gọi là cúng tạo. Đấy. Ăn vào vẫn chưa xong à? Xin chào. Cắt, ok rồi.